Đây chuột nó mừng đây này. Nó miếng đầy mặt cho em. À, ba chứ nhở? Ừ đúng rồi, ba nhở. Ừ. Bạn của bạn Gôn. Nhưng mà bọn chó này may thật đấy. Anh chị kêu mà ở sớm nhất là ở với lại chủ tốt. Nhưng mà hai bạn này là hai bạn này là một con là con của cải. Chuột 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 sao? Cặp cặp. Lúc này nó là con chuột. Không có tính kiên trì gì cả con ạ. Từ trước nhá là nhá xin là nhá là kiên trì. Thôi. Anh ơi, anh hãy nhìn mắt của hai chúng nó. Chán rồi, anh nhìn mày chán rồi. Đậu thì nó chơi cả ngày cũng được. Chuột đi tiễn cô chú này. Chuột đi tiễn đấy. Bye bye nhé. Hẹn dịch khác. Đợt nào vào lại chơi với con nhé. Cô về con mua quà cho con nhé. Bây giờ nó cũng ngoan, nó trầm tính rồi ấy. Ngoan thế chứ, nhìn yêu thế chứ. Đấy anh ạ, đây chính là giống mà em thích đây.